Hiện nay xu thế dùng smartwatch ngày càng phát triển. Chính vì thế, Innovat đã tung ra thị trường thêm một phiên bản nữa, chính là chiếc Innovat B. Với chiếc Innovat B này, nó đã thừa hưởng mọi tính năng từ người tiền nhiệm trước là Innovat C. Và không chỉ có như vậy, nhà sản xuất còn thay đổi hoàn toàn về thiết kế của máy để cho sản phẩm của họ có một thiết kế mới lạ hơn và độc đáo hơn. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Ở bên trong thì chúng ta sẽ chỉ có thêm một cáp kết nối micro USB. Vậy là sản phẩm của chúng ta sẽ chưa được trang bị sạc 500. Thôi nhưng không sao, quay lại với chiếc máy. Có lẽ điểm đáng tiền nhất trên chiếc smartwatch này là thiết kế của nó. Ở khu viền chạy xung quanh thân máy, chúng ta sẽ có những đường vắt cắt. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn chưa được tỉ mỉ cho lắm. Các bạn sẽ thấy hơi gai tay khi chạm nhẹ vào những cái đường viền này. Chỉ có một nút cứng vật lý duy nhất bên phải sẽ là nút nguồn. Cạnh trái sẽ là nơi đặt giải lo ngoài của máy và cổng sạc micro USB. Cái điểm mình không thích chính là cái cổng sạc này vẫn chưa được thiết kế một cách hoàn hảo. Vì khi nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy nó hơi nhô lên so với bề mặt của máy. Và ở đây mình cũng có một chiếc Innovat C. Khi đặt cạnh nhau thì chắc chắn bạn nào sẽ chọn cho mình một chiếc Innovat B thôi. Đơn giản bởi vì nó đẹp hơn khá nhiều so với chiếc Innovat C, nhìn sang trọng và nam tính hơn. Và sản phẩm này của chúng ta cũng sẽ tháo đường nam lưng để gắn vào SIM và thẻ nhớ. Ngoài ra, camera của máy cũng đặt ở mặt trước thay vì trên đỉnh như trên Innovat C. Và đây sẽ là giao diện chính của đồng hồ. Bây giờ mình sẽ thử một số tính năng cơ bản của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên sẽ là gọi điện. Tôi gọi 900 cho đỡ tốn tiền vậy. Ở đây mình sẽ chọn local call, tức là gọi điện trực tiếp bằng SIM trên đồng hồ. Máy cũng có các chức năng như kết nối Bluetooth nhưng đáng tiếc lại không có chức năng kết nối Wi-Fi. Bên cạnh đó, nó cũng có những tính năng chăm sóc sức khỏe người dùng như ứng dụng này. Nó sẽ tính được thời gian và đếm bước chân của bạn. Hầu như tất cả những tính năng này nó đều giống một chiếc smartphone. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số công cụ như máy ảnh. Và camera này thì vẫn giữ nguyên ở độ phân giải VGA. Theo mình nghĩ thì có lẽ camera này chỉ để cho đẹp thôi. Hay là các bạn cũng có thể nghe nhạc trực tiếp trên chiếc đồng hồ này với những ứng dụng nghe nhạc. Ở đây chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp trên máy hoặc nghe nhạc phát qua Bluetooth và có thể xem video. Như vậy, những tính năng giải trí không hề thua kém bất kỳ một chiếc smartphone nào cả. Một số bạn vẫn hay thắc mắc là làm nào để đồng bộ hóa giữa điện thoại và chiếc đồng hồ này, thì các bạn có thể vào đây, sau đó quét mã QR code và download ứng dụng đó về để có thể đồng bộ hóa tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ của bạn. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn chiếc Innovat B. Có thể nói đây là sản phẩm rất đáng mua khi nó vừa có thể đồng bộ hóa giữa điện thoại của bạn và còn có thể hoạt động độc lập như chiếc điện thoại di động bình thường, lại vừa có thể là một vật trang sức đeo tay. Nếu như bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc smartwatch ở phân khúc giá rẻ thì đây chính là sản phẩm mà bạn đang sở hữu nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.